Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Cơ Giới Nhà Nông nha. Thì hôm nay gặp anh nông dân đang ủi đất sửa đất nhà nha anh em. Đó. Thì này thì anh đang sử dụng Isuzu nha. Đó. Wow. Đó, ngay đây rất là gò nha. Ủi chút tới dưới đó đó. Ủa máy mạnh quá ta, máy này có đấu đầu hay gì rồi. Nè anh em thấy không, cái phần này nè rất là gò nha, ở đầu kia trũng có nước á, nên là anh ủi xuống nguyên cái vạt này luôn nè, từ trên đây ủi xuống đó nha. Thì anh có dằn hai bao bao đó, chắc bao đất bao gì đó sao cho nặng á. Quá ok luôn. Ô ve mà chạy vụ vụ luôn, cái này chắc đấu đầu rồi. Này theo như mình đoán là đâu đích 2.8 đấu đầu 3.5 hay gì rồi. Ồ chạy quá đỉnh hả, lấy mặt bằng luôn. Quá ok luôn đó, chị ủi ve nha, ủi ve là bây giờ chạy tới là cũng để nhẹ xuống vuốt vuốt gạn lại sơ sơ nha. Đó chạy tới gạn lại luôn. Wow. Đi đất cũng rất là nhiều nha anh em. Máy này tiếng hơi còn quá mạnh. Để mình lội xuống ruộng mình quay cận cảnh cho anh em xem nha. Wow, đi cả xuồng đất luôn anh em ơi. Ủi đi cả xuồng đất xuống trũng luôn á. Này thì vàng băng đất này thường thì chế nha anh em, này vàng băng nhà tự chế nha. Này chế cũng đơn giản lắm, miếng sắt ngang với hai miếng hai đầu chặn đất lại hả, rồi gắn hàng hai bát gắn vô kiếm đó, cái này đi mới giữ nữa nè. Wow máy mạnh quá, ủi nhanh quá ta. Cái này làm đất nhà nha anh em. Theo như mình đoán nếu làm mướn phải tầm giá bao nhiêu tiền một tiếng ta? Cái này phải tầm giá 500 không? Chắc 450 quá. Nói chung mình cũng không rành nữa, mình đoán nha, đoán tầm 450 hoặc 500 một giờ nha. Mới làm được nha. Tại ủi đi ga cũng lớn nè, chạy số nhanh không à, không có câu giờ nha. Làm rất là thiệt tình. Quá đã. Thì này là bước đầu tiên là ủi đại khái xuống trũng thôi nha, còn bận sau thì sẽ gạn lại sơ sơ lại nha. Chứ này chỉ ủi đại khái xuống trũng đi, sẽ sửa mặt bằng lại sau nha. Đó, cái đó mới giữ đó. Gạn cái ngoài lề cặp bờ vô nè.
Để lát mình sẽ hỏi chủ ruộng ơi, đây thuộc xã gì nha anh em, mình quên rồi anh em ơi. Lát mình hỏi anh chủ ruộng ơi, đây xã gì nha. Đó, vài thao tác của anh tài xế là mất cái gò liền nha. Chạy quá đỉnh anh trai ơi, chạy băng quá đỉnh. Đó, ông chú ở trên thấy bàn có lý quá, đứng dòm quá tay luôn. Đậu xe lại dòm luôn. Đây thuộc xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha anh em. Xã Long Thạnh mình qua đây rất là nhiều lần mà mình quên. Xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đây thuộc kênh 4 nha. Kênh Ông Cả, kênh Ông Cả chạy vô kênh 4 nha. Anh em nào ở có ở gần đây không anh em? Anh em mới chạy. Thì mình đang ở kênh 4. Kênh 4 kênh Ông Cả nha. Đó, thấy anh tài xế này có quen hơn anh em. Chạy máy mạnh thiệt, ve mà không ra khối là máy quá mạnh luôn á. Thường thì máy cài đời Isuzu này ve nó xì khối nha. Còn máy này ve quá khỏe luôn. Chạy lên cái gò mới rồi. Đó, bây giờ sẽ để xuống cào ra nha. Cái này cào tới cũng được nha. Đó, ve để lại cào ra, cào ra. Nhiều, rất là nhiều cách để cho ban ha. Đó, để xuống cào ra. Ở khu vực này thì xã Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An mới xả vụ 3 gần đây thôi nha anh em. Lúc trước thì thời điểm này là sới bỏ lũ nha. Còn bây giờ thì nông dân ở đây người ta thấy nếp có giá nên người ta không bỏ đất ngâm lũ nữa. Sẽ xả luôn. Trong đê là người ta xả hết nha. Đất đây thì xả vụ 3 vẫn trúng nha. Đây xả vụ 3 cũng được 6 tấn một mẫu. Này thì ban theo kiểu truyền thống hồi xưa nha anh em. Kiểu truyền thống hồi xưa là ban đứt như vậy nè. Còn giờ thì có ra cái loại ban đó là ban vàng ban đầu nha. Ban đầu thì xài T-Ben rồi ha, T-Năng. Ban đít thì gắn vô hai cái kiếm là đẩy thôi, đơn giản hơn, nhẹ tiền hơn nữa. Chế vàng ban này thì nó nhẹ khoảng một nửa tiền vàng ban đầu rồi nha anh em. Như vậy thì ban cũng hiệu quả rồi. Nó xa xa có anh tèn hen anh tạt qua bên kia nữa kìa, anh tạt đất anh kéo đường gì đó. Để mình đi qua đó mình quay anh em xem nha. Gạn mặt bằng đó, chạy cũng rất là ok nha anh em. Nói chung ban đại khái thì là tèn hen qua tạt sơ lại cái nữa là bằng liền á. Rồi ve cào vô luôn nè, đó để xuống cào vô thì tới ve đều được ha, ủi cào luôn nè. Rồi video tiếp theo mình sẽ đi qua quay anh tèn hen tạt đất bên kia nha anh em. Anh em đón xem video tiếp theo nha.